chứng trong điện tâm đồ. Thì cái phần này nhắc sơ qua cái bước để mình đọc, các anh chị đó học được, có thầy Việt có dạy bài chính cái bước đó là ở trong cái cuốn Robert, xin lỗi, cuốn Marriott đó, là cái cuốn textbook của Điện Tâm Đồ. Thì chín bước thì anh chị đọc sơ thôi, nói chung là có khi mình sẽ bỏ qua nhiều bước để cho mình đọc cho nó nhanh, còn có những cái mình phải đọc đầy đủ để cho mình không bị bỏ sót những cái bất thường trên điện tâm đồ. Thì trong cái bài mà tổng hợp á, thực hành bài cái bài cuối cùng á, thì có nói những cái bước đó. Thì bây giờ nhắc sơ thôi, sau cái bài đó mình sẽ nói cụ thể hơn các bước. Nhưng mà thứ nhất là anh chị coi cái nhịp, xin lỗi, cái này nó có đều không ha? Đều không, tần số bao nhiêu lần một phút ha? Và anh chị thấy cái điện tâm đồ một này nè, anh chị thấy cái điện tâm đồ hết chứ ha? Alo, Dạ thấy thầy ơi. rồi à rồi anh chị thấy là nhịp, mình nhìn ở chỗ cái V1 với lại D2, thường người ta đo cái dài đó để phân tích cái rối loạn nhịp tim, thì người ta thường là phân tích ở chỗ V1 và D2 kéo dài. Thì tại vì á, cái máy này là nó máy 3 cần, anh chị thấy có máy 3 cần, 1 cần, 3 cần và 6 cần, nên là nó sẽ ghi ba cái điện tâm đồ của chuyển đạo, ba cái xin lỗi ba cái chuyển đạo cùng một lúc, nên chị thể thấy sao nó dính V1, D2 là V5 là vậy. Rồi mình nhìn ở dưới, anh chị thấy nhịp tim nó đều đúng không ạ? À, tần số nó khoảng bao nhiêu lần một phút, anh chị thấy khoảng mấy ô? 1 2 3 4 5, 5 ô, khoảng 60 lần một phút. À, vậy là nhịp tim đều, tần số 60, khoảng 60 lần một phút. Rồi bước thứ hai là anh chị đọc cái sóng sóng B ha. Sóng B anh chị coi có B nó có bình thường không. Ở đây là B nó dương ở D1, D2 nè và D3, âm ở AVR rồi, và hai pha ở V1, nghĩa là B nó bình thường. Rồi có anh chị thấy nó có lớn không, có B nó có lớn nhỉ, nhỉ phải khi nào B nó cao hơn 2,5 mm ở D2 và cao hơn 1,5 mm ở V1 không? Cái này không có lớn nhỉ trái, có lớn nhỉ phải, xin lỗi, lớn nhỉ phải không, và có lớn nhỉ trái không, B nó rộng trên 0,12 giây không? Không có. Thì nó là B bình thường. Bước thứ ba anh chị đọc là BR thế nào. BR bình thường là khoảng, BR là khoảng thời gian dẫn truyền từ nhĩ xuống thất, thì BR bình thường là 0,12 đến 0,20 giây. Anh chị thấy BR này bao nhiêu à? BR này, BR này anh chị thấy có chỗ nó ngắn nha, nha có chỗ nó bình thường, anh chị thấy không? Có chỗ nó vẫn trên 0,12 giây. Nhưng mà có cái chỗ ở AVL, anh chị thấy ở AVL không? Để chiếu đây cho anh chị thấy. AVL nó ngắn nha. AVL nó ngắn, anh chị thấy B nhỏ không? AVL ngắn, trong khi mấy chỗ khác có vẻ như là B nó BR nó bình thường. Vì vậy anh chị coi nhiều chuyển đạo để coi, thì AVL nó ngắn. Như vậy thì P, xin lỗi, BR nó ngắn thì coi chừng có kích thích sớm. Đó, mình kết luận ha. BR dưới không, coi cái QRS này nó rộng trên không, bình thường QRS là khoảng 0,06 đến 0,09 giây, nghĩa là 60 đến 90 mili giây đó. Bây giờ nó trên đó là 0, 0,1 là 100 mili giây. Anh chị thấy nó rộng, rộng do cái sóng delta nó rộng. Rồi có cao không? Thì ở đây anh chị thấy là tiêu chuẩn Sokolov-Leong có vẻ nó bằng, nó đạt tiêu chuẩn đó. Ở V1 là 2 ô, ở V5 1 2 3 4 5
6 cộng 2 là 8, 8 là 5, 40 rồi. Đó là đạt tiêu chuẩn của giày thất trái trong theo tiêu chuẩn Sokolov-Dyson thất trái. Tuy nhiên ở đây phải nói cho anh chị biết, đó là tiêu chuẩn về điện thế của Sokolov-Dyson. Đối với trường hợp mà không có kích thích sớm, nếu người ta có thích kích sớm hoặc có lắp nhánh trái thì mình đừng anh chị đừng có đọc cái theo tiêu chuẩn Sokolov-Dyson, tại vì nó sẽ không có đúng như trường hợp này. Thì theo tiêu chuẩn Sokolov-Dyson thì anh chị thấy thỏa, nhưng mà đối với những trường hợp này ta siêu âm tim ra cũng thấy không có dày, thì tim chức năng cấu trúc nó bình thường, mà do nó bất thường về đường dẫn truyền thôi, nó có đường dẫn truyền phụ thôi chứ nó không có dày thắt trái, thì thấy nó dày không. Rồi chụp chụp điện tim, chụp VRS là cái gì? D1 dương, D1 dương, AVF dương là chụp trung gian. Đấy vậy. Và anh chị nếu mà tính cụ thể hơn là AVF nó gần bằng không, trục vuông góc với lại AVF là D1 đúng không, mà đây là trục nó gần bằng không độ, không độ à, vuông góc AVF là không độ và AVF nó dương hơn thì anh chị sẽ thấy nó cộng khoảng cộng 10 độ, cái này khoảng 10, cộng 10 độ ha. Trục anh chị sẽ ghi là trục trung gian cộng 10 độ. Rồi đến QRS, rồi đến đến cái ST. ST anh chị chú ý nó có trên lên, trên xuống hay đẳng điện. Thì thường cái hội chứng Wolbachinsen White nó có sự trên ngược chiều của ST đối với QRS, trên ngược chiều với bộ QRS. Ví dụ VRS dương thì ST trên xuống T âm, đó là một cái thay đổi thứ phát do cái kích thích sớm nha. Cái đó là bình thường, nếu mà nó không có mới bất thường, không có bất thường thì ha. Rồi hoặc là ở QRS nó trên xuống, VRS âm thì ST là trên lên, đó là bình thường trong cái thay đổi trong cái sớm anh chị ha. Rồi như vậy nếu mà có trên lên hay trên xuống thì anh chị ghi là ST trên nhẹ xuống ở ở D1 ABL, còn không có anh chị ghi đẳng điện. Rồi đến sóng T anh chị ghi nó có cao nhọn đối xứng hay là T âm không, ví dụ như ở D1 ABL nó có T âm này, là đó là do cái kích thích sớm chứ không có gì. Đó. Và có sóng U không, nếu không có sóng U anh chị không có sóng U. Và cuối cùng là QT nó bình thường không? QT trường hợp này nó nhỏ hơn 1 phần 2 RR. Như vậy nó bình thường. Sau 9 bước thì tóm lại anh chị ghi kết luận là điện tâm đồ có dạng Wolbachinsen White. Sở dĩ tại sao không có nói là hội chứng Wolbachinsen White, anh chị nói cũng được. Nhưng mà nếu mà đúng ra thì anh chị chỉ nói điện tâm đồ có dạng thôi, tại vì nếu anh chị muốn nói là hội chứng Wolbachinsen White thì anh chị phải nói là điện tâm đồ có dạng dày, điện tiền căng bệnh nhân đã có ngưng tim được cứu sống, hoặc là có ghi nhận được nhanh thất, hoặc là nhanh chân thất mà có ghi nhận được, hoặc là có cái cơn bệnh nhân bị ngưng tim được cứu sống, hoặc gia đình có người có đột biến gen liên quan thì mình nói hội chứng Wolbachinsen White đúng không ạ? Còn nếu không thì anh chị sẽ ghi là chị ghi quên bật cái sân quay cũng được nhưng mà lúc anh chị thi ghi là hội chứng thì cũng chấp nhận cho anh chị, nhưng mà anh chị nên hiểu là hội chứng thì nó gồm có nhiều cái tiêu chuẩn hơn là chỉ có một cái điện tâm đồ có dạng này thôi, đúng không? Như vậy khi mà thi á, anh chị nếu ghi ghi là hãy phân tích điện tâm đồ thì anh chị phải phân tích các bước như vậy, và anh chị kết luận là quên Parkinson White ha. Còn nếu mà
ghi ghi kết luận thì anh chị sẽ ghi kết luận những cái bất thường cái điện tâm, ví dụ qua bậc vài thôi. À alo, anh chị còn nghe không? Có này. Dạ con thầy. À vậy rõ rồi ha. Khi mà ghi phân tích thì anh chị phải đọc hết các bước, còn khi hãy đọc điện tâm đồ cũng đọc, nhưng anh chị sẽ đọc những cái bất thường. À rồi kết luận là anh chị vừa cái bất thường đó anh chị kết luận luôn là anh chị theo dõi là thiếu máu, nhồi máu cơ tim, hay anh chị theo dõi viêm màng ngoài tim, hay anh chị theo dõi gì? À, anh chị được không? Được không ạ? À? Rồi. Thì đọc một cái đó thôi, còn cái điện tâm đồ thứ hai này nói cho anh chị nhanh ha. Anh chị thấy là nó cũng có dạng có gì à? Có BR ngắn, có sóng delta nè. À, sóng delta nó âm ở V1, V2. À, như vậy là đường đường phụ này là ở bên đâu à, bên trái hay bên phải? Nếu mà sóng delta nó âm ở V1, V2 à. Anh alo, anh chị nghe không ạ? À? Alo, có anh chị nào nghe không? Dạ có thầy ơi. Rồi anh nói là cái đường phụ này nằm ở bên trái hay bên phải? À, cái này vậy mà anh chị, cái V1, V2 nè là âm, nghĩa là đường phụ nó đi xa cái V1, V2, vậy là đường phụ bên phải. V1, V2 là cái thể hiện cái bên phải, còn V5, V6 bên trái. Đó, có gì đâu mà anh chị phải suy nghĩ lâu dữ vậy? Hay là không có ai nghe hết, đang ngủ hết trơn? Một số thầy nói là đó dạy có khi là mình nói một thôi, không có khi là anh chị không có trả lời, không biết có nghe không, hoặc là không có bị tương tác nên không biết là có nghe được không ạ? À? Nghe được hơn. Có nghe mà ngại mở loa, mở mic thầy ơi, sợ ồn á thầy. Không thì anh chị có một người nào đại diện anh chị mở lên để mấy thầy cô biết là anh chị còn nghe. Thứ nhất là còn nghe, thứ hai là dạ còn nghe thầy ơi. À, anh chị cứ trả lời đi, đúng sai cũng được, để thầy cô biết là anh chị còn nghe, chứ anh chị ngủ hết trơn rồi nên thầy con biết nói một mình không, lát nữa quay lại mọi người đã ngủ hết trơn. Anh chị nhớ cái tiếng dạ, alo, A của Rosenbaum không? Mốt kiểm tra mình có cần nhớ luôn ghi tiếp A tiếp B gì không thầy? À nếu mà anh chị nếu mà cái đề mà ghi rõ luôn tiếp A tiếp B thì anh chị chọn đáp án đúng nhất. Ví dụ như tiếp người ta ghi tiếp A quên bật sinh vai tiếp A tiếp B thì anh chị chọn tiếp luôn. Còn chỉ nói là quên bật sinh vai thôi, anh chị chọn nguyên bật sinh vai thôi. Nhưng mà còn nếu mà ghi điền khuyết á, chứ không phải là trắc nghiệm, thì anh chị phải ghi rõ được, anh chị nắm chắc thì anh chị ghi rõ được là A tiếp B luôn nha. Được không ạ? À thì và anh chị nên lưu ý là mình phải nhìn kỹ cái BR nó ngắn và cái sóng delta đây mình hay lẫn lộn với lại sóng quy hoại tử.
sóng vi hoại tử. Anh chị nhìn không có rõ, anh chị nói đây đây là nhồi máu cơ tim thành trước vách nhớ nha, coi chừng nếu mà không có nhìn được ra đó là sóng delta. Rồi cái điện tâm đồ 3 cũng vậy ha. Anh chị chú ý đó, cái PR nó ngắn quá. À, PR ngắn đó là coi chừng, và có sóng delta âm giống như cái điện tâm đồ trước. Anh chị thấy không? À, V3 nó cũng sóng delta trước. Đây, điện tâm đồ có sóng delta ở âm ở V1 đến V3 và PR ngắn của Wurm Parkinson Wave đường phụ bên bên phải là tiếp B. À, nói rồi các bạn, nếu mà anh chị có thắc mắc thì anh chị mở mic để hỏi liền nha, chờ cho anh chị một chút, nếu anh chị không có thắc mắc thì mình qua điện tâm đồ khác. Anh chị không có thắc mắc cái điện tâm đồ này thì sẽ qua cái điện tâm đồ thứ bơ tư. Điện tâm đồ thứ tư này cũng vậy ha, anh chị thấy PR cũng ngắn và có sóng delta. Sóng delta nó như ở V1, V2, V3 nè. À, và ở D3 là nó sóng giống như sóng quy hoại tử vậy, mà nó là sóng delta đó, anh chị cẩn thận khi mà đọc. Vì cái quyết định là cái PR ngắn đây. Chị thấy PR ngắn không? À, đây, đây cũng là một cái Bowen Parkinson quay đường phụ bên bên trái tiếp A. Được không ạ? Anh chị còn thắc mắc gì? Có thắc mắc cái gì? Điện tâm đồ nhỉ? À, mình nhìn như vậy là thấy trên V1 là có sóng quy hoại tử lúc này. Không, không phải anh. Đây nè, anh chiếu lên đây là nó là B đó. B đó. À, cái đó là cái đầu tiên là B, rồi nó đến cái sóng delta dương lên đó, nó sát luôn đó. Nó tạo sóng delta dương sát sóng B, sau chân sóng B là sóng delta liền. Nên là B rồi nó ngắn. Rồi còn là cái sóng tiếp theo là sóng mình đọc là sóng Q thôi. Sóng tiếp theo trên V1 á, tại vì sóng B xong rồi tiếp theo sóng delta. Sóng delta là sóng S tiếp theo. Không, mình không gọi là quy trước được, mình không gọi là quy được, quy là sóng âm đầu tiên nhưng mà nó không phải âm mà sóng delta dương đầu tiên rồi. Nó có sóng delta dương trước đó, sau sóng B là sóng delta đó. Có thể nó có sóng R tiếp đó mà mình không có phát thấy ra được đó. Nhưng mà nó là RS chứ không phải là Q đâu, không phải là Q. Vì định nghĩa Q là sóng âm đầu tiên, là trước đó không có sóng gì hết nó mới gọi là sóng âm đầu tiên. Rồi điện tâm đầu số 5. Anh chị thấy là cũng là PR ngắn. À, và có sóng delta, và ở D1 mình thấy D1 có sóng quy giống như sóng quy đó là sóng delta luôn đó, delta âm ở D1 AVL. À đó nha. Anh chị nếu mà nhìn mình không có nhìn kỹ mình nói ồ sao nó có sóng quy hoại tử ở D1 AVL, chất nhồi máu cơ tim thành bên cao quá chắc, nhưng mà không, nó là PR ngắn và có sóng delta của Wurm Parkinson Wave. Ở V2 mình cũng thấy có sóng delta đó. Như vậy thì anh chị nhìn nhớ nhìn hết 6A12 chuyển đạo trước ngực để mình coi cái PR ngắn không mà có sóng delta. À.
Điện tâm đồ này anh chị có hỏi gì không, mình sẽ qua cái điện tâm đồ nhé. Các còn các bước mình đọc, mình sẽ tự học để đọc lại sau để mình là nó thuần thục và nhuần nhuyễn hơn. Còn cái này sẽ nói cho anh chị những cái điểm bất thường chính để mình nhìn vô mình phát hiện liền. Cái này cũng vậy, anh chị thấy nhìn vô tự nhiên sóng B nó sát QRS quá, mình ngắn quá, BR ngắn, BR ngắn, đó, BR ngắn. Anh chị có thắc mắc cái điện tâm đồ này không? Còn cái phần V2, chỗ V2 với V3 thầy, cái ST thì mình có gọi là ST chênh lên không thầy? À, thì đó, hồi nãy nói rồi, có, nó chênh lên đó, chênh lên ngược chiều phức bộ QS do thứ phát, do cái kích thích sớm thôi, do cái quay mực sinh hoài thôi, giống như là ở V5, V6 đây, mình thấy là nó có ST trên xuống đó, T âm đó, nha, là thay đổi thứ phát. Nếu nó không có thay đổi vậy nó mới bất thường. Dạ rồi. 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 À, cái điện tâm đồ 7. À, cái điện tâm đồ 7 này thì liên quan đến cái nhịp nhanh trên thấp, nghĩa là anh chị thấy cái nhịp nhanh nó đều không có sóng B, phức bộ QS hẹp, thì nó là nhịp nhanh trên thấp. Thì cân nhịp nhanh trên thấp này thì anh chị đã học được thầy Việt cái sao dạy cái bài nhịp nhanh trên thấp á. Thì anh chị nhìn kỹ luôn cái chỗ mà ở D2 nè, anh chị có thấy sóng B đấy, nhưng mà D nó lại âm, B nó lại âm D2, D3, đúng không? AVF cũng âm nè, AVR nó là dương, B, AVR dương. Cái này là cái, như vậy rõ ràng đây là cái nhịp này là nhịp bộ nối chứ không phải là nhịp xoang, đúng không? Nhịp bộ nối nó mới cử cực, từ ở dưới cử cực ngược lên đi xa cái chuyển đạo thành dưới D2, D3, AVF nên nó mới âm. Nó đi xa cái điện cực nên nó tạo sóng B âm. Rồi. Sóng B âm như vậy về bộ nối mà mình thấy là khoảng cách từ RB nó lớn hơn PR thì mình học rồi cái sơ đồ tiếp cận mà nhịp nhanh trên thất thì nó có thể là nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhị thất, thì nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhị thất thì nó có hai thể là thể điển hình và thể không điển hình, đúng không? Thể điển hình là xuống bằng đường chậm lên bằng đường nhanh, và thể không điển hình ngược lại xuống bằng đường nhanh lên bằng đường chậm. Thì đối với này BRB nó dài hơn BR thì nếu nó là nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nút nhĩ thất thì nó là thể không điển hình vì nó có RB nó dài hơn BR. Còn trường hợp thứ hai nó là nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nhĩ thất, nghĩa là nó có đường phụ đi từ nhĩ xuống thất thì nó cũng có tạo cái hình ảnh là RB dài hơn PR, đúng không ạ? Như vậy thì cái này có hai trường hợp, một là nó nhịp nhanh trên thất vòng vào lại nhĩ thất, AVRT tiếng Anh đó ha, và một trường hợp thứ hai là AVNAT, cái chữ N là chữ nốt là nút nhị thất mà thể atypical là không điển hình. Rồi cái cơn nhịp nhanh này mình sẽ thấy đôi khi nó xuất hiện cơn nhịp nhanh nhầy này và anh chị điều trị bằng xoa xoan cảnh
hay là úp mặt vô chậu nước lạnh, nghĩa là những nghiệm pháp làm kích thích phế vị, làm nhịp chậm lại, hoặc là dùng adenosine để chích, thì anh chị sẽ cắt cái nhịp nhanh, anh chị sẽ thấy được ra cái nhịp xoang, và lúc đó mình coi là PR nó có ngắn không. Nếu PR ngắn thì nó là có kích thích sớm. Còn nếu là coi chừng nó có đường phụ, còn PR bình thường thì nó là coi chừng nó là cơn nhịp nhanh vòng vào lại, nút nhĩ thất, thể không có điển hình. Cái điện tâm đồ số 7 này anh chị có hỏi gì không? Mình sẽ qua điện tâm đồ số 8. Không thấy ai hỏi hết, chắc đã ngủ hết rồi. Anh chị có dạ, cái có cái nhịp nhanh nút với là nhịp nhanh nhĩ thất đó, hai cái đó là không phân biệt được, thì em ghi cái một cái cũng được thôi. Không, thì mình phải ghi cái nào xác suất khả năng cao hơn. Tại vì nhanh vùng vào lại nút dĩ thấp AVNRT mà thể không điển hình nó sẽ ít gặp hơn so với AVRT, nhịp nhanh vào lại dĩ thất mà nó autoromic và antiromic. Cái nào nó khả năng nó cao hơn, trong lúc mình học lý thuyết rồi, khả năng một cái cơn nhiệt nhanh này thì với xác suất thì sẽ gặp cái nào cao hơn mình đưa lên đầu và chẩn đoán phân biệt là cái thứ hai. Ngay cả lâm sàng hay là cái gì mình cũng có một cái chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt mà. Trong điện tâm đồ cũng vậy thôi, mình chẩn đoán chính là cái này và chẩn đoán phân biệt cái khác được mà, chứ đâu có phải là bắt buộc là chỉ có một cái duy nhất đâu. Ngay cả như vậy, nhưng mà người ta thăm dò điện sinh lý tim, người ta chứng minh là nó là theo lý thuyết thì cái này là vòng là có thể là vòng vào lại nhĩ thất mà có đường phụ, nhưng mà người ta thăm dò, người ta kích thích luôn là nó không có tạo được một cái đường phụ, không có gây vòng vào lại gì hết, và kết luận là gì? Không có luôn. Làm thăm dò điện sinh lý luôn, anh chị không kích được cái cơn nhịp nhanh, anh chị cũng không có chứng minh được là nó có cái vòng vào lại ở tại nút dĩ thất hoặc là có đường phụ luôn. Có bệnh nhân tôi đã gặp rồi, có rõ ràng PR ngắn luôn, PR ngắn luôn, nhưng mà thăm dò điện sinh lý không có gì hết, thì nó là cái trường hợp mà biến đổi bình thường, nó gọi là normal variant, biến đổi bình thường. Có một số trường hợp thì anh chị nhớ rồi, cái nào nó cũng có 95% là nó nằm ở trong khoảng đó thôi, còn 5% nó có thể lệch ngoài, nhưng người ta lại bình thường chứ người ta không có phải là có đường phụ gì đâu. Ngay cả mình đọc cái điểm tâm đồ bề mặt gì thôi mà sao mình kết luận được. Anh chị sẽ kết luận dựa vào cái xác suất khả năng nó là cái gì nhiều nhất thôi, anh chị yên tâm. Anh chị cứ ghi những cái nào chẩn đoán sơ bộ và anh chị nghĩ nhiều nhất và chẩn đoán phân biệt với cái gì. Được rồi. Điện sơ đồ số 8 này. Tiền lượng tử vong, mình quan tâm cái nhảy hơn đó. Nhảy. Các đường liên tài và lý về tổng thống COVID-19 rồi. Cái điện tâm đồ số 8 anh chị thấy là đây là nhịp nhanh đúng không? Cơn nhịp nhanh rõ ràng là nó bao nhiêu? Anh chị thấy nó 1.5 là bao nhiêu à? 300 mmHg nhanh 2 ô là 2 ô là 150
hai ô là 150, mà cái này có một ô rưỡi còn nhanh hơn nữa, 200, mấy 200. Rồi rộng ô phước bộ rộng mà đều. Anh chị nhớ khi cơ có tiếp xúc cái cơn nhịp nhanh mà nó rộng mà đều thì có ba trường hợp, đó là cơn nhịp nhanh thất. Anh chị phải nghĩ trên đầu tiên, người ta nói là cơn nhịp nhanh VS rộng thì anh chị phải nghĩ đến là nhịp nhanh thất đầu tiên cho đến khi có chứng minh ngược lại. Nghĩa là mình phải xử trí như cơn nhịp nhanh thất trước, nếu mà anh chị không có bằng chứng chứng tỏ là cơn nhịp nhanh trên thất. Thứ hai là cơn nhịp nhanh trên thất vòng vào lại, có dẫn truyền lệch hướng, lẫn truyền lệch hướng thì nó gây VS rộng, nhưng mà thường nó có dạng lóc nhánh phải, do cái nhánh phải nó mảnh mà dài, thời gian dẫn truyền nó khác nhánh trái, nên nó dễ bị lóc, nghĩa là dễ bị rơi vào cái thời kỳ trơ của nó, nên nó không dẫn, nên nó qua đường chính thôi. Thì đó là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba là nhịp nhanh trên thất mà có đường phụ. Đường phụ nghĩa là có cái đường từ nhĩ xuống thất hoặc là nhĩ bó, mình đã học rồi. Có ba trường hợp đó thôi. Nên là cái trường hợp này rồi, anh chị có học cái bài này chưa? Và anh chị nghĩ đây là cơn nhịp nhanh thất hay là trên thất? Dạ học rồi, em nghĩ đây là nhịp nhanh thất. Em nghĩ là đây là nhịp nhanh thất, vì sao vậy? Dạ, theo em là ở V2 với V3 là có dạng sóng RS, khoảng cách từ R tới sóng S lớn hơn 0.1 giây. Theo Lugada thì nó là nhịp nhanh thất này. V2, V3. Em chỉ thôi. Rồi, V2, V3 chỗ nào là R, chỗ nào là S vậy? Đây là R hả? Và dưới đây là S hả? Hả? Dạ, dạ. Đây là R, với đây là S. Rồi. Có bạn nào có đáp án khác không? Tự nhiên nhịp nhanh thất đưa vô đây chi? Thì phải, bài này nó liên quan cái hội chứng mà. Thì nó phải là nhịp nhanh trên thất có đường phụ chứ. Tự nhiên đưa vô nhịp nhanh thất chi, đúng không? Rồi bây giờ nhắc lại cho anh chị bước 4 bước cái phân biệt giữa cơn nhịp nhanh trên thất và nhịp nhanh thất theo sơ đồ của tác giả Brugada. Tác giả Brugada đã đề xuất cái sơ đồ để chẩn đoán phân biệt giữa cơn nhịp nhanh phước bộ VS rộng là có nguồn gốc từ thất hoặc là trên thất, với cái giá trị mà độ nhạy và độ đặc hiệu cũng khá cao, khá là bao nhiêu, khá cao là bao nhiêu, khoảng 90 đến mấy đó, tuy nhiên là cũng không phải 100%, nên rõ ràng nên xem sơ đồ Rurada như vậy, nhưng mà anh chị cũng không phải là chẩn đoán xác định hoàn toàn là cơn nhịp nhanh thất hoặc là trên thất. Chỉ có thăm dò điện sinh lý tim, anh chị kích được cái cơn loạn nhịp đó, và cơn loạn nhịp đó nó giống hình ảnh, giống điện tâm đồ bề mặt như vậy, thì anh chị mới chứng minh được đó là cái ổ phát nhịp từ ở trên thất hoặc là ổ phát nhịp từ thất, anh chị mới chứng minh được. Chứ còn
hoàn toàn dựa vào cái những cái tiêu chuẩn này thì vẫn có những cái nó không đúng nha. Thì bây giờ thôi, thì có những cái tiêu chuẩn nào thì mình sử dụng tiêu chuẩn đó để mình chẩn đoán độc điện tâm độ bề mặt thôi, chứ không phải ở đâu cũng có được thăm dò điện sinh lý tim để chẩn đoán xác định được cái cơn nhịp nhanh này là trên thất hay đã thất. Thì bước thứ nhất, tác giả Rurada nói rằng anh chị nhìn vào phức bộ QRS ở chuyển đạo trước ngực đó, sáu chuyển đạo ngực, coi nó có dạng RS không, nghĩa là có dạng R dương hoặc là S âm không. Nếu nó không có mà nó chỉ R dương hết sáu chuyển đạo, hoặc là QRS hết sáu chuyển đạo, thì nó gọi là đồng dạng dương hoặc đồng dạng âm, đó là nhịp nhanh thất. À, nếu có cái đó anh chị sẽ nhắm mắt, nhưng mà nhắm mắt thì coi chừng cũng có thể sai. Nhắm mắt thì thấy một cái gì nó sai sai ha. Anh chị thấy một cái gì đó. Thì anh chị nói là nó là cơn nhịp nhanh thất. Còn nếu mà nó có dạng RS thì anh chị qua bước thứ hai. Bước thứ hai là tác giả Rurada nói là khoảng cách từ bắt đầu sóng R đến đáy của sóng S. Đáy của sóng S, sóng S là nó âm mà, thì đáy là cái phần mà âm sâu nhất, nó có trên 100 mili giây không, là 0,1 giây không. Thì hồi nãy cái bạn bạn nào đó không thấy thì nói là ở V2 V3 cái khoảng cách từ bắt đầu sóng R đến đáy sóng S này trên 100 mili giây, nên bạn nói là nó là nhịp nhanh thất. Tuy nhiên ở V1 các bạn thấy không, đó là sóng R với lại đáy sóng S này nó đâu có đâu, nó có ô rưỡi à. Cái kia phải R rồi, đâu có đủ tiêu chuẩn đâu. Còn cái này không rõ. V2, V3 anh chị xác định không rõ đâu là R, đâu là S đâu, mà anh chị dám nói là nó là S, đúng không? Thì mình nhìn ở đâu nó nói rõ thôi. Mình nói ở đây nó không có dưới, không có trên 100 mili giây. Mình đi qua bước thứ 3. Anh đi qua bước thứ 3. Bước thứ 3 tác giả Rurada nói là anh chị tìm coi có cái sự phân ly nhĩ thất không. Sự phân ly nhĩ thất, nếu có hiện tượng đó, đó là nhịp nhanh thất. Vì lúc đó nhịp xoang đập, nhưng mà nhịp thất nó đập cao hơn nhịp xoang, nó ức chế tiền chỉ huy của nút xoang, và thất nó sẽ là nhịp trung nhịp lúc đó. Nên là đôi khi thất nó bị giảm tần số xuống thì sóng B nó xuất hiện. Đó, thì mình sẽ thấy là sóng B, nhưng B nó không có liên quan QRS. Bình thường mình nói mỗi B thì có một QRS, vì nó dẫn truyền bình thường từ nhĩ xuống thất. Bây giờ B có nhưng không liên quan QRS. Không liên quan là sao? B có thể đi trước, đi sau, thậm chí đi vô trong QRS, thậm chí đi trong đoạn ST, hoặc là vô sóng sóng T. Như vậy thì nó không có liên quan QRS. Hoặc là mình thấy có hiện tượng nhịp thoát. Nhịp thoát là cái nút xoang lâu lâu nó thoát ra được một cái nhát xoang được. Trong cái nhịp nhanh thất này nó thoát ra được nhịp xoang. Hoặc là nhịp fusion beat là cái nhát hỗn hợp. Là nhát đó là cái phần đầu là của nhịp xoang, nhưng mà khi mà xuống dưới thì nó là nhịp của thất. Nên là cái đó nó lai tạo giữa cái phần đầu là nhịp xoang và phần sau là của thất, đó là nhát hỗn hợp ha. Có những cái đó thì mình nói là có hiện tượng phân ly nhĩ thất. Có hiện tượng phân ly nhĩ thất thì tương ứng với lại nhịp nhanh thất, có không? Cái này không thấy. Mình đi bước thứ tư. Bước thứ tư thì tác giả Rurada nói là mình nhìn xem cái nhịp nhanh này nó có dạng lóc nhánh trái hay lóc nhánh phải. Trong cái điện tâm đồ số 8 này thì nó là dạng lóc nhánh trái, đúng không? Lóc nhánh trái tại vì mình thấy hình dẫn R nhỏ và S sâu ở V1 và R có khắc có móc ở V5 V6, đúng không? Như vậy đây là
cái nhịp cân nhịp nhanh mà có dạng lóc nhánh trái. Thì tác giả Rueda nói nếu mà nó có dạng điển hình như vậy của lóc nhánh trái thì đây là cân nhịp nhanh vào trên thất, nhịp nhanh trên thất. Còn nếu mà nó lại ngược, lúc đó nó không phải quy này mà nó có sóng quy ở V6 luôn, hoặc R nó rộng ở V1, R nó mập, nó gọi là phát A, R nó mập là trên 0.3 giây ở V1, thì mình nói là đó là nhịp nhanh thất. Tóm lại đây là cân nhịp nhanh trên thất, đây là cân nhịp nhanh trên thất, nhưng mà mình chưa rõ được nó có phải là vòng vào lại, dẫn truyền là hướng dạng lóc nhánh phải trái, hay là có dạng có đường phụ. Thì anh chị thấy coi chừng nó có sóng delta ở đây nè, trong cơn nhịp nhanh nó vẫn có sóng delta, thì có vẻ nó phù hợp là có sóng delta này nó xuống bằng đường sóng delta, đường phụ, và nó lên bằng đường chính, nên nó sẽ gây phước bộ VS rộng. Mình đang nói đây là cái hội chứng trong điện tâm đồ, đang nói quân bậc cái sinh quay mà, thì ha, thì nó có liên quan chứ tự nhiên đưa cái nhịp nhanh thất vô chi, trong khi nó không có liên quan. Rồi điện tâm đồ số 9 này, lúc bữa khi nói anh chị lưu ý khi mà gặp một cái cơn nhịp nhanh phước bộ VS rộng nhưng mà không đều thì một cái trong đầu anh chị phải nhớ đó là rung nhĩ mà có đường phụ. Rung nhĩ nó sẽ gây không đều, nhưng mà thường rung nhĩ nó sẽ hẹp, quốc bộ VS hẹp, tại là nó là nhịp từ trên thất mà nó hẹp, tự nhiên nó rộng thì coi chừng nó có đường phụ, nó mới rộng như vậy. Thì tại sao phải nói trường hợp này? Vì khi mà cơn nhịp nhanh quốc bộ VS rộng là do rung nhĩ có đường phụ, anh chị không được sử dụng những cái thuốc mà nó ức chế cái đường dẫn truyền chính. Đường dẫn truyền chính là nút dĩ thất là chủ yếu, đó là những cái thuốc ức chế beta, ức chế canxi, nhóm non-dihydroberidin, verapamil, diltiazem, digoxin, đúng không ạ? Anh chị cắt cái đường chính thì các xung động từ nhĩ nó đâu có xuống được đường chân chính đâu, nó xuống đằng đường phụ hết. Mà nếu nó vô cơn rung nhĩ nhanh thì nó chuyển thành rung thất hoặc là nhanh thất nhanh thất. Anh chị thấy không, nó nguy hiểm. Thì lúc đó anh chị phải dùng thuốc cắt đường phụ hoặc cắt cả hai, anh chị không có dùng một cắt cái chính không, anh chị cắt cái chính không nó sẽ nguy hiểm. Đúng rồi, cái tiên lượng là chỉ có một người làm thôi. Rất là nhỏ nha, lần đầu tiên trên thế giới, chứ không phải Việt Nam. Rồi, alo, anh chị nghe lại chưa? Rồi ạ. Rồi, qua điện tâm đồ số 10.
Rồi, mấy cái này có thi hết nha. Khi nào mà cái bài này là cái bài mà sẽ thi đó, nên anh chị coi còn cái nào mà không thi sẽ nó không thi luôn. Rồi anh chị coi cái điện tâm đồ số 10 ở V4, mình thấy ST nó trên dạng cái móc đúng không? Hình cái khắc. V4, V5 mình sẽ có khắc. À, VD2 V3, EVF nó có khắc luôn. Đó, cái này là kích thích, xin lỗi, cái này là tái cực sớm đúng không? À, thì nhớ ha. Trong trắc nghiệm ghi tái cực sớm, viêm màng ngoài tim cấp, hoặc là nhồi máu cơ tim cấp, hoặc là lóc nhánh trái, ví dụ vậy, thì anh chị chọn chọn tái cực sớm. Mười hai là anh chị thấy rõ ràng, có chị nào trả lời giùm luôn đi. Điện tâm đồ 12 rất điển hình nha. Anh chị không trả lời được là mất điểm này á. Cái này điện tâm đồ này hình rất là điển hình luôn á. Coi thì những anh chị mà không có chuyên khoa tim mạch luôn cũng đọc được cái này nữa. Hô hấp ta cũng đọc cũng được. Dạ alo. À đó, cái này là gì vậy alo? Dạ hội chứng Rurada. À Rurada tiếp nào? À Rurada nó rõ quá nên sẽ hỏi là tiếp nào luôn. Dạ tiếp à? Hả, cái gì? Dạ tiếp một này. À, tiếp 1 nha, tiếp đâu có tiếp A, tiếp B, tiếp C. Tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. À, tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. Tại vì sở dĩ hỏi cái tiếp, tại vì tiếp 1 là cái tiếp điển hình nhất, nhìn rất rõ. ST nó trên vòm và T âm, T âm ở V1, V2, V3 nhìn rất là rõ. V3 nhìn rất rõ. Còn cái tiếp 2, tiếp 3 thì nó hơi khó hơn. Nên là tiếp 1 là anh chị nhìn rất rõ nha. Đây là True Radar tiếp 1. Chắc chắn là trong thi là có hỏi tiếp luôn, chứ không phải là chỉ hỏi True Radar không. Rồi cái điện tâm đồ số 13 này anh chị coi có cái gì bất thường không? Nhìn ra nhanh liền. À, sở dĩ VT dài. Hả? Có chị nào nói đúng rồi đó. Dạ, QT dài. À đúng rồi ha. Anh chị thấy đúng không? Cái ST này nó một đoạn xong rồi mới xuất hiện sóng T đây. À, và sóng T nó khác sóng B này luôn. QT dài. Anh chị thấy cái này là nguy cơ rồi. À, khi QT dài nó sẽ gây xoắn đỉnh đó. Anh chị phải phải điều chỉnh lại cái rối loạn điện giải kali magie thế nào, canxi thế nào. Nha, các thuốc nào đang dùng phải ngưng luôn, phải ngưng luôn, QT nó dài quá nha, anh chị phải ngưng các thuốc làm QT dài luôn, hiệu chỉnh cái rối loạn điện giải liền, chứ không nó sẽ gây xoắn đỉnh và anh chị bệnh nhân có thể ngưng tim lúc nào mà không biết. Chị nhớ nha, QT dài quá. Rồi cái này, mấy cái này chắc chắn cho thi nha. Anh chị nhớ những cái nào mà cho là chắc chắn cho thi và cho điện lại cái điện tâm đồ giống tương tự như vậy luôn, chứ không có cái gì đố anh chị hết á. Tại vì những cái này chả không phải đố được. Cái bệnh lý mà để cho anh chị biết, anh chị phát hiện và anh chị xử trí liền. Tại vì nó nguy cơ ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân liền. Anh chị không xử lý, ví dụ QT dài, anh chị cứ dùng thuốc hoài là nó vô sẵn đỉnh liền. À, bệnh nhân ngưng tim, ngưng tim nhưng mà lúc đó xử trí là như một cơn ngưng tim, anh chị đánh sốc điện, anh chị làm thôi. Nó khác, trong khi anh chị sử dụng magie sunfat, anh chị truyền, nó có thể cắt cơn được.
đúng không? Rồi à, cái này nhìn rõ quá, cái này là cái gì à? Alo, anh chị có nghe nói gì không? Thật là ngủ quá rồi. Sống tê The Winter gì không hả? Không, cái này đâu phải tê The Winter. À, tê The Winter là cái ST nó trên xuống nhưng mà nó đi lên, nó đi vòm lên. Cái này là T cao này, tăng cao nhọn này trong tăng kali máu. Anh chị thấy nguy hiểm không? T cao nhọn quá mà anh chị rồi QT nó rộng luôn. Anh chị nhìn cái điện tâm đồ này phải cần là tăng kali máu. Anh chị không có điều trị kịp thời là tăng ngưng tim á. Anh chị chưa gặp phải không? Anh ta vô là coi vậy lát nữa tăng ngưng tim á. Kali nó ức chế, ức chế làm ngưng tim luôn, ức chế co bóp làm ngưng tim. Anh chị nhớ là người ta có thể truyền kali để làm gây ngưng tim được. Rồi, cái đó là tăng kali máu QT kéo dài ha. Còn cái này anh chị nhìn rất nhanh, nó là cái gì ạ? Dạ, QT ngắn. QT rất ngắn đúng không? Sao Q ngay QRS đến sóng T liền luôn. QT ngắn thì anh chị cũng coi lại kali, magie, canxi thế nào. Nó thường nó gây QT ngắn như vậy. Thì mình coi thuốc và các rối loạn điện giải trước. Khi mình nói là nó thuộc hội chứng, các hội chứng là thường là ta nghĩ đến những cái rối loạn trong cái kênh đi không, nó mới gây bất thường cái QT ngắn hay dài. Còn mình phải nghĩ những cái thường gặp nhất, cái đó thứ phát thường gặp nhất là nguyên phát. Mình phải coi thứ phát có bị rối loạn điện giải, có bị dùng thuốc làm ngắn làm dài không, trước khi anh chị mới loại trừ hết thì mình mới nghĩ là cái này là hội chứng đó, thì coi chừng nó là cái bệnh rối loạn kênh y âm, thì mình mới định lượng cái đó đột biến gen có liên quan đến kênh y âm không? Rồi bài thực hành là đến đây là hết. Anh chị coi lại các cái bài này, chắc chắn có thi QT ngắn, QT dài, hội chứng Roeda, quên Parkinson White, chắc chắn tái cực sớm. Rồi tăng kali giảm kali mình sẽ nói cái phần sau nữa, nhưng mà cái bài này anh chị nhớ cái phần đó. Còn những cái phần mà sau sẽ không hỏi mấy anh chị The Winter rồi rồi Wayland gì đó sẽ không hỏi đâu, tại vì nó có liên quan đến nhồi máu cơ tim, thì bài đó là bài của thầy Tấn dạy ha. Mình không có cho những cái đó, mà chủ yếu là những cái này. Anh chị có hỏi cái phần này gì nữa không? Dạ, chị có... thầy cho em hỏi là đọc là nãy giờ đọc đóng như thầy đọc là chỉ cần hội chứng QT dài, QT ngắn, không cần ghi là do nghĩ do nguyên nhân gì hết không thầy? Không, mình đừng nói học hội chứng. Đã nói rồi, hội chứng thì phải gồm nhiều triệu chứng mới có QT dài không, mà sao gọi là hội chứng được. Dạ, dạ. Đúng không? Mình sẽ ghi, nếu thầy ghi kết đọc là kết luận điện tâm đồ sau, thì mình sẽ ghi là QT kéo dài. Còn ghi đọc điện tâm đồ sau thì mình sẽ đọc là nhịp nhanh xoang hay là nhịp xoang đều. Rồi trung gian cộng 10 độ rồi không có lớn nhĩ, không lớn thớt, QT bình, không có nhồi máu thiếu máu cơ tim, QT bình thường, không có lóc nhánh, lóc phân nhánh lên đường. Kết luận điện tâm đồ bình thường, hay là kết luận tại vì mình thấy BR kéo dài, BR ngắn có sóng delta, mình ghi là
KL 2 chấm worm bạc kinh sân quay. Ồ thì thôi các anh chị ghi cái tên worm bạc kinh sân cũng ghi sai nữa, thôi chấp nhận ghi viết tắt luôn ha. Ba chữ B chấm B phở W W chấm B B phở cũng được. Rồi mình ghi là tái cực sớm, ghi tự tái cực sớm. Tại vì mình muốn ghi hội chứng thì khi mà cho đề thầy cô sẽ cho người ta tiền căn có ngưng tim được cứu sống, hoặc là có ghi được cái cơn nhịp nhanh đó ha, rồi gia đình có người có đột biến gen đó thì mình mới nói là hội chứng được. Còn đây chỉ là một cái điện tâm đồ bề mặt, chỉ ghi nhận đó thôi, thì mình đúng chính xác là mình ghi là điện tâm đồ có dạng quân mật sinh ngoài là chính xác. Đúng không? Còn tiền căn người ta có cơn ngưng cơn nhịp nhanh nhanh trên thất và gây ngưng tim, hoặc là ghi nhận được cơn nhịp đó và có đột biến gen liên quan thì mình mới gói là hội chứng. Nhưng mà chấp nhận anh chị nào ghi hội chứng không thôi, chấp nhận đi ha. Anh chị nhìn ra được đó cũng hay rồi, có khi nhìn không ra được không. Còn anh chị nào hỏi nữa không, có hỏi có thắc mắc biết hỏi ai không? Thắc mắc dạ thầy, trong cái hội chứng quy tê dài mình có cần phân biệt tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 luôn không thầy? Sao cứ hỏi nói là hội chứng quy tê dài hoài vậy ta? Sao lại cứ nhớ hoài cái hội chứng quy tê dài hoài vậy? Trên cái điện tâm đồ đó sao mà biết được hội chứng quy tê dài? Phải cho cái gì? Tiền căn gia đình, tiền căn bệnh nhân, rồi cái thì mới khai thác mới nói được hội chứng quy tê dài. Mới nói rồi cũng nói lại hoài vậy ta. Khi mà cho thi chỉ có cái điện tâm đồ không, không có cho một cái yếu tố gì khác, sao ghi là hội chứng quy tê dài được? Dạ ba kiểu thầy, ba kiểu 1, 2, 3 thầy. Ba kiểu 1, 2, 3 thì sao? Là có cần học phân biệt ghi luôn cái kiểu nào không thầy, kiểu 1, kiểu 2 hay là kiểu 3 không thầy? Không. Không. Ta đã nói là chỉ ghi vậy, ghi nhận được cái quy tê nó dài là hay lắm rồi. Có khi nhận không ra nữa. Còn trong cái đó mới phân ra là quy tê kéo dài dạng gì, thì nó có liên quan đến là sông tê nó khởi phát muộn hay là do cái đặc điểm của cái thời gian tái cực nó bị kéo dài không, nên không cần. Rồi anh chị nào còn hỏi gì nữa không? Anh hỏi chị hỏi cái gì cũng được à, cái điện tâm đồ nha, hỏi cái khác thì hỏi cái khác, tim mạch thôi chứ đừng nói qua cái hô hấp thì không biết. Alo. Chị cứ hỏi đi, cứ hỏi đi, thắc mắc cứ hỏi đi. Đôi khi mình nghĩ vậy nhưng mà đôi khi lại là nó cho nó thống nhất thôi, chứ còn không phải là thầy đúng thầy sai à, hoặc là anh chị sai đâu, mà mình thống nhất để hiểu thôi, để hiểu cho nó theo cái sách thôi, chứ còn chứ còn thầy cô thì cũng không nghĩ ra được cái mới đâu, mà theo cái sách, theo cái tài liệu, theo y văn, theo textbook, theo nghiên cứu vậy, chứ còn cũng không có nghĩ ra được cái mới đâu. Thì cái mới chắc là cao lắm. Alo.
cái phần này anh chị nhớ là bữa nói đó, đến cái phần dài thôi, cái dài ngắn thôi, còn cái phần sau mình khỏi học ha. Vậy là mình rút ngắn được cái phần sẽ học cái bài bài này. Tuần sau mình sẽ học hả? Tuần sau mình sẽ học cái bài tiếp nha. Cái bài điện tâm đồ trong bệnh lý khác sẽ nói tiếp những cái phần mà mình sẽ học. Anh chị có hỏi gì không? Không hỏi thì mình nghỉ. Anh chị nghỉ ngơi. Có anh chị nào đại diện nói đi chứ để thầy nói hoài à. Anh chị nói là thôi không có câu hỏi nào nữa thì mình nghỉ. Anh chị. Dạ chắc các anh chị hết câu hỏi nữa thầy.